thì thấy người đầu tiên thì có bốn người ở mép bên kia, còn một người mép bên đây, còn đâu nó còn người trăm thôi. Cẩu nâng lên, nhưng mà cả đây người ta nâng cả xe lên để cứu cái ông kẹt ở nhà, còn cái ông kia thì đưa đi viện rồi. Thì là mãi là một lúc thì đưa đi viện, còn chỗ cái xe này thì không nâng được, mãi về sau đưa cái cẩu nó mới nâng được lên mới. Nói thì những người trong chết hết rồi, còn 5 người thôi, còn 2 người bị thương. Hôm nay chúng ta xác định như đây là một cái đoạn đường đen, thì các đồng chí là phải tập trung nguồn lực, tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và thực hiện ngay cái công tác là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 5. Bắt đầu là tôi với cái thằng mà bây giờ nó bị cái bẹp đầu đấy, cái thằng Khan con nhà bà An đấy, là nó bị bẹp đầu đấy, thì là nó mới đi ra đến giữa đường nó rồi, thì tôi bước cơ độ khoảng độ thước rưỡi hai thước đi ra ngoài rìa đường, thì tôi mới ngoảnh lại nhìn cố thúc, tôi mới nhìn thấy cái xe đỏ quá, tôi mới rụt vòi vào, tôi mới rụt, tôi lùi lại. Thì một tí nữa thì là chỉ cơ độ khoảng độ 5 phút thôi, thì là bắt đầu cái xe nó từ ở trên cầu Lai đi xuống. Cầu Lai là hướng Hà Nội. Trên Hà Nội đi xuống thì là nó đi thẳng lên cái bờ bè đấy, nó đi thẳng cái bờ bè. Thì lúc tôi quay ra thì tôi thấy cú xoạt mà lửa nó cứ đánh lên lung tung cả, thế tôi bảo ôi chết rồi. Thế là nhìn ra bên kia như thế là thôi, đã thấy bốn ông ngã ra như là ấy rồi, ngã hết rồi. Thế là ôi trời ơi, tôi cứ khóc, ôi trời ơi, thế này thì chết rồi. À, lúc bây giờ đứng ở đấy là đông chứ không phải là chỉ có mấy người hết thôi, nhưng mà lúc bây giờ là tôi nhìn là trước mắt tôi là bốn ông ngã ra đấy. Thế thì tôi bảo ôi trời ơi, thế này chết rồi, mà lúc bây giờ xe nó đi lên đông lắm không chạy sang được. Thế thì là một lúc thì tôi thấy cái ông hãn cứ giơ chân lên đấy, ông cứ giơ chân lên đây này, cứ giơ chân lên này này. Thì tôi bảo ôi trời ơi, chú Hạnh ấy, chú cứ cho người, cái chú Hạnh là chú là công an ở cái xã này, tôi biết tên, thì tôi bảo chú cứ cho người ta đi, không thế kia thì nằm một chốc nữa là chết thôi. Thế chú bảo đây bây giờ em đang gọi người để cho đi đây. Thế ôi giời ơi, tôi sợ quá, lúc bây giờ tôi cứ run lên cầm cập lên, buồn lắm, không làm sao mà đi qua đường được nữa. Nghĩa là lúc ấy là bà đi Trạm Xá về à? Đấy, tôi đi nằm ở Trạm Xá về đấy. Thế là sáng tôi đi thì đã có cái ông chết đấy rồi. Sáng là lúc bây giờ là tôi 4 giờ tôi đi thì đã ông ấy chết đấy rồi. Thì cái xe nó đã đỗ bên đường bên đây rồi. Thì tôi bảo con tôi là nhanh lên con ơi, tôi vừa đi, tôi vừa đằng ngồi đằng sau, tôi cứ khấn, tôi ông nào bà nào chết ở đây thì coi anh em phù hộ cho tôi. Nghĩa là buổi sáng sớm thì bà bị sáng sớm là đau tim tức ngực. Đau tim đấy. Thì vừa con ai sang đấy. Sau đó là bà phải con về trước.